tìm số tự nhiên x biết x cộng 1 cộng x cộng 2 cộng x cộng 3 cộng chấm 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 x cộng 20 bằng 420. Thì bạn nào tinh ý nè, từ đây tới đây là có tất cả là 20 chữ x nè. Và ở đây thêm một chữ x nữa là 21 chữ x, đúng chưa? Rồi, cộng. Đây là 1 nè, cộng 2 à, cộng 3, cộng đến 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm 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 đến 20 bằng 420. Rồi, đây có phải là tổng dãy số các đều mà? Thì các bạn nhớ công thức giúp lợ. Nhớ công thức nha. Tổng dãy số các đều. Tổng dãy số các đều nè, tổng là ký bằng chữ S nha, bằng số hạng đầu nè. Cộng số hạng cuối nè. Nhân cho số hạng nè, rồi chia 2. Rồi bắt đầu các bạn tính nè, số hạng đầu 1 cộng số hạng cuối 20. Số hạng từ 1 đến 20 là có 20 số, rồi chia 2 bằng 420. Rồi, 21 nhân x nè, đây ra 21 nè, nhân 20 rồi chia 2, 20 chia 2 ra 10, 21 nhân 10 ra 210 bằng 420. Cộng nè, chuyển qua thành trừ. 21 nhân x bằng 420 trừ cho 210. Vậy là ta có 21 nhân x bằng, đây ra 210. Nhân chuyển qua thành chia nè, x bằng 210 chia 21 ra x bằng bao nhiêu, comment giúp lợi. Đây là cách 1 nha các bạn. Còn cách 2 nữa, bạn nào muốn cách 2 comment ở phía dưới giúp lợi.